Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Búp bê bàn bông biết bay bay bay, búp bê biết bò, biết bò, biết bắt tiết bơi. Ờ, anh em thấy mình hát hay không anh em? Anh em. Mọi người ơi, hay quá. Trời ơi. Trời hay quá. Phong Cận là chúa tẩy rap Việt các bạn, rap toàn là hát, hát toàn là phần bơi không nghe ghê không? Búp bê bàn bông biết bay 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 đó, toàn phần bơi không, chúa tẩy rap Việt đó. Ok bạn ơi, thì hôm nay nữa bạn ơi, mấy bạn có thấy trên người của mình đang dính mấy cái mũi tên nữa các bạn. Mấy bạn đừng có để ý nữa nha. Tại vì hồi sáng nay bà Sammy bà nấu ăn cho mình ăn á, xong đầu mình chơi đồ ăn của bà là dở quá, xong bà mình bị như thế này luôn nè. Đó, bạn hiểu ha. Ý kiến gì không? Đâu, tôi có ý kiến gì đâu. Đồ ăn Sam nấu ngon được chứ. Tôi có ý kiến gì đâu vậy trời. Ok bạn ơi, ôi mấy bạn đừng để ý đến mấy cái mũi tên trên người của mình nữa nha. Mình đau đớn quá. Ok bạn ơi, và hôm nay nữa bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một trận đấu của Hero Team mấy bạn ơi. Tại sao mình lại nói là trận đấu nha? Thì bạn đang thấy đằng sau lưng của mình chính là một con map bắt cua mọi người ạ. Ấy mà bắt cua tại sao lại là được gọi là một trận đấu? Bởi vì hôm nay sẽ được bắt cua một cái map bắt cua có tên là bắt cua tử chiến. Có nghĩa là vào trong đây sẽ không có chuyện trưởng team, sẽ không có chuyện là bạn trai bạn gái, sẽ không có chuyện gọi là anh em tốt hay là chị em tốt gì nữa cả. Chúng ta sẽ tung tàn với nhau mọi người ạ. Tất cả mọi người trong team sẽ gọi là đánh nhau để giành được vị trí chiến thắng nha các bạn nha. Trong đây cái mục tiêu duy nhất đó chính là giành được chiến thắng nha các bạn nha. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, dùng bất cứ cách nào, miễn là gọi là giành được chiến thắng là được nha. Quýnh người ta, đẩy người ta xuống dưới, hay thậm chí là phá block, đập block, làm cái gì cũng được hết trơn á, để có thể gọi là giành được chiến thắng, đuổi mấy người kia, không cho mấy người kia chiến thắng là được, bạn hiểu không? Đấy. Ok, thì không nói nhiều nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video hay nào bạn ơi. Let's go. Rồi, anh em đã sẵn sàng chưa nào? Chuẩn bị tôi đếm từ 1 đến 3 là bắt đầu nha. Ok, như vậy nè. 1 2. Ê cái gì? Chưa mà. Trời ơi, căng thẳng quá, cái trận đấu này căng thẳng quá, chưa gì quýnh nhau rồi, trời. Mui nè. Tôi phải đánh cho Mui rơi xuống các bạn ơi, Mui đang dẫn đầu rồi, chết rồi, không được, được. Mui rơi xuống rồi nha, Mui nha. Ok, em đi trước đây Mui ơi, tạm biệt Mui nha. Mình đang ở top 2 rồi, ơi, mình đang vượt Phong nè. Yên tâm đi Ca Mui, sau lưng bạn kìa, bạn chuẩn bị té rồi, Ca ơi. Cái đòn Ca Mui, trời ơi, té rồi, no. Trời ơi, bà Ca Mui này, bà dẫn đầu các bạn ơi, không được, té đi. Ok, té rồi. Ây da. Trời ơi, anh em tương tàn nhau quá bạn ơi, mình gần tới rồi, ổng đẩy mình xuống bạn ơi, căng thẳng quá. Team này mà chơi quánh nhau là bao vui. Đẩy nhau xuống đi anh em, đừng cho ai lên hết, đúng rồi. Đừng cho ai lên hết, đúng rồi. Ây da, tôi lên trước. Tôi lại bị té, mùi. Muốn đánh nhau không? Ok, tôi qua trước rồi, tranh thủ lúc mọi người đang đánh nhau, tôi sẽ chạy trước các bạn ơi. Ok, ôi, mình huề đi mọi người. Yes. Mọi người ơi, mọi người cứ đánh nhau đi nha, tôi lên đây trước rồi, tôi đi đây, tạm biệt mọi người. Ok, đi thôi. Tạo mình đi thôi. Cái team này bị cái gì rồi? Quánh nhau rồi. Đừng quấn em ra. Ngay lúc này không phải là lúc đấy. Đánh nhau đi nha dịch. Dịch đi xuống đi, không cho dịch lên. Ê, rồi xong té. No. Này, đẹp trai đập dịch nè, lên. Lên hả? Ông lên được đến đâu? Để coi ông lên được đến đâu. Lên rồi. À, lên tới tận đây luôn hả? Lên. Ở đây là sao ơi? Ừ đúng rồi. Tụi chồng té luôn chứ đâu mà ông lên với tôi hả? Này thì trưởng team hả? Mình mấy bạn thấy không? Cái đó bất lực của mấy bạn hả? Mấy bạn thấy không? Mình mới vừa đẩy trưởng team xuống mình để mình giành lấy chức trưởng team mấy bạn ạ. Ok, mình sẽ đứng ở đây, mình đẩy hết tất cả những người nào mình thấy nha các bạn nha, mình đẩy xuống hết. Đẩy ai mình đẩy xuống hết bạn ơi. Cảm ơn Phong lôi cổ xuống. Người ta bảo là không được quýnh con gái dù chỉ là một cành hoa cho nên quyết định là cái gì vậy? Ủa gì vậy? Gì vậy? Chuyện gì vậy? Phản bội. À, nhảy một lúc. Hay quá cay ơi, được lắm. Được không? Được cay ơi. Ủa, no, té rồi. Chưa kịp luôn để hồi sinh. Trời ơi. Em đánh nhầm. Thôi, đi thôi. Ca Mui nè, Mui. Quá
ơi. Sim rồi. Ai. Mọi người ơi. Mọi người đang ở trước Phong đúng không? Lúc nãy Phong đánh mọi người đúng không? Bây giờ đánh lại Phong đi mọi người. Không được đâu. Đánh cho Phong lên. Mr. Dịch nè, Mr. Dịch. Siro nè, Siro. Ai da, tôi tự vậy tôi té luôn ba. Phi Simi. Anh đừng lên rồi. Mèo Simi nè. Trời sai. Đập cái bà lóc này ba. Đừng lên rồi. Đặt tên đi lại, đặt tên đi lại. Tự nhiên đi qua. Ok, hòa bình, hòa bình. Chỗ này đừng đánh nhau. Liên chỗ này đừng đánh nhau đi, đừng đánh nhau. Ok, anh em mình hòa bình nào. Không tin nói sự hòa bình của thằng Phong cả được. Nghi lắm. Nghi lắm. Ủa chỗ này khó lên lắm em ơi. Chỗ này khó lên lắm. Chỗ này khó lên lắm. Yes, yes. Lên được rồi, lên được rồi. Em mới đẩy ốc dịch xuống em lên. Xin lỗi dịch nha. Nhưng mà ở đây đây, 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 em đẩy gì qua em ơi. Đem đẩy gì ra. Em ơi, mọi người qua. Đem đẩy mọi người qua. Ở đi. Ai đâu. Sao đi, sao đi. Em đâu nè. Chúng ta sẽ là đồng đội với nhau chứ hả? Được vậy là đồng đội với nhau. Đồng đội, đồng đội, đồng đội. Đồng đội, đồng đội, đồng đội, đồng đội, đồng đội. Đồng đội nè, đồng đội nè. Không có đồng đội gì ở đây hết cả. À, cái gì? Mình luôn đi hồi sinh đi mà Phong. Này cái đâu nè. Thôi lên. Ê, đẩy xuống, đẩy xuống, đẩy xuống. Đẩy xuống, đẩy xuống, đẩy xuống, đẩy xuống. Đẩy xuống, đẩy xuống. Không chay lên luôn, không chay lên. Đúng rồi, không chay lên hết, không chay lên hết. Đúng rồi, đúng rồi, hàng quá cay. Đúng rồi, cay đừng chay lên hết nha. Để mình lên được rồi. Cảm ơn cay, bye bye cay nha. Mình đi đây. Sao cay lại từ như đi theo đội thằng phản bội thế. Ê, muốn xin lỗi, xin lỗi bôi. Mèo Simi, thôi thôi, mình đứng vậy đây, mình sẽ đứng đây chờ mùi. Mèo Simi nè, mèo Simi nè. Mình sẽ đứng đây chờ mùi. Mèo Simi, lên đây, lên đây. Sammy, Sammy, Siro, Siro. Đợi tôi luôn á. Không, không, cái này là đã nói là trong trận tự chiến là này không được phép mang chuyện tình cảm vào đây. Trời ơi, xếp lên được rồi, cay đấy bạn ơi. Sammy, Sammy, Sammy. Hay quá, cảm ơn Phong. Không, em phải đánh Sam xuống để em giành giải của Sam chứ. Ít nhất em phải được top 2 không? Nhưng mà bây giờ em là top 3 không ạ? Cây, 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 cây đòn trước mặt hả? Quýnh cây đòn xuống đi anh. Quýnh hộ rồi, quýnh hộ rồi, ơi, quýnh hộ rồi lượng ơi. Tại sao anh lại để cho cây đòn? Tại sao anh lại để cho cây đòn dẫn dẫn đầu như thế? Anh có yếu lý gì? Mày quýnh tao á. Qua đó đạp cây đòn xuống hay đem chỉnh lệnh. Hay quá, hay quá Siro ơi. Đẩy, đẩy được cây đòn xuống rồi. Giờ em vượt qua cây đòn cái 1. Để em. Em vừa coi cái đó cái một mọi người xem. Em không sợ cái đó đâu. Hay quá, ghê quá. Ấy da, ngầu á. Rồi xong. Rồi xong thiệt luôn. Mình chưa kịp đẩy em xuống đó bạn tự té luôn. Bạn tự té nha, cái này mình không đẩy mày xuống nha. Đau bụng quá anh em à, đau bụng cái tim này quá. Cái đó tự té luôn. Cái đó tự té luôn. Không sao cả. Bây giờ mình đã vẫn gì vậy bạn ơi, mình thua Siro thì mình chịu, ok, tại vì Siro ông bắt cua bà rồ lắm, mình thua Siro mình chịu chứ mình không thể nào thua những người còn lại trong team được, các bạn hiểu không? Ok. thua cay bởi vì cay đấm nhiệt tình quá. Thua cay với cay nè, nãy cay không biết là cay đó chơi vô địch set lên mình huyền thoại à? Cay đấm nhiệt tình mới rồi. Cái Ron là gọi là chùm người ta chơi mấy con tướng đấm bóp trong Liên Minh Huyền Thoại nha các bạn nha. Ok. Không biết sao vậy mà nãy mình nhìn thấy cái là mình muốn hét lên rồi à. Tại vì cái đấm nhiệt tình mấy rồi à. Cứ gặp mình cái đó đấm liên tục liên tục. Trưởng tìm, trưởng tìm, trưởng tìm, trưởng tìm. Không, không, không. Trời ơi. Người ta thì dường nhau Phong đánh mình nè. Ghê luôn á. Phải hết. Đã nói rồi là mất tới dịch với đi. Gì vậy? Đã nói là trong trận đấu lần này không được phép mang chuyện tình cảm vào đây. Quay mày, quay 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 qua luôn nè. Sợ gì ai? Ủa rồi, ủa tới đâu này đi đâu vậy? Không ổn rồi. Ai da, dịch té rồi, dịch té. Mình vừa quay được dịch rồi, mình vừa quay được dịch rồi, dịch té rồi. Ai da, mùi quýnh em á, mùi không được đâu mùi ơi. Không, trời lúc này em bị lỡ quá, em đi quá. Mất dịch nè, mất tới dịch. Đẩy được dịch xuống rồi nha, đẩy được dịch xuống rồi nha. Em win đây. Đẩy em đẩy cho em đẩy cho em xuống ơi. God, biết. Trời ơi, hội chị em chơi gọi là chơi chung với nhau. Em phải đẩy được anh dịch xuống. Trời ơi. Xin mời tính ra anh chạy sau lưng em đẩy Sam xuống. Ây da, trời ơi, bé rồi. Em đẩy cho. Mùi nè, mùi, 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 mùi nè, mùi nè. Trời ơi, em té nó ơi. Tôi một mình một đường trên đây khỏe không mọi người ơi. Thôi kệ ông đi một mình, ông chơi mình, ông đi, ông chùm bắt cua rồi, ai đánh lại ông? Đây đây, tôi gần win rồi, tôi gần win rồi. Ok rồi, bây giờ tôi sẽ lưu điểm hồi sinh nè. Sao tôi đứng đây tôi chờ ai qua tôi đánh người đó rơi xuống. Qua đây, qua đây. Mới qua đây, mới qua đây. Ngon nhảy qua đây. Mà Phong, Phong. Mà Phong quá kia. Ôi cái gì vậy? Nhảy qua. Ê! No, hai người đứng qua trước bên rồi, không được.
tình bạn là khi sự khốn nạn lên ngôi. Mấy người này khốn nạn quá, mấy người này đẩy tôi xuống anh em. Quá khốn nạn hơn nãy giờ. Phong ơi, ai đẩy chị vậy Phong? Ai biết em có đẩy chị đâu. Ai đẩy chị đâu? Cái này là dịch đẩy chị không phải em. Trời ơi. Gì đâu? Gì cái? Nhìn mình cái, mình có làm gì bạn đâu, mình chỉ đang đứng ngắm hình gì ta, nhan sắc của bạn thôi. Tiên bạn sợ mình sao? Ủa, nó là sao vậy? À, mình vừa có bạn rồi nè bạn. Kim đau anh. Trời ơi, té ôi, cái quá. Dịch. Cái gì đó? Mày. Không được rồi bạn ơi, mình nhắm chắc mình thua quá. Không được rồi. Không được rồi. Cố lên nào. Không được rồi. Cái đó cái đầu kìa. Chết rồi, mình đã nói rồi, mình thua sao. Yên tâm không ơi, anh sẽ chặn ở đây, thằng nào qua anh đánh nó xuống. Đúng vậy, được anh. Vậy ba? Hay quá anh ơi, đúng là anh của em. Nghiệp quật tôi mấy ông ơi. Cài đó, cài đó, cài đó. Đi ra, đi ra, để đặt cái bà lóc thôi. Cài. Ca mùi. Mèo xin mùi. Ê, ca mùi. Đừng đánh em. Chị trả thù không ơi. Trả thù em. Chúng ta giành lại chiếc vô địch rồi. Cài đọt. Ây da. Cài đọt. Yes. Win. Không tuyên bố không win nha bạn. Không tuyên bố không win. Ủa sao đâu. Win rồi, win rồi. Bị TB đến chỗ lộn rồi. Nó bị TB lộn. Rồi xong rồi, Sammy vẫn là người cuối cùng mấy bạn ơi. Ok bạn ơi, thì như anh em đang thấy là trận đấu hôm nay của ai người giành chiến thắng bạn ơi. Tại vì bọn mình đều đến cùng lúc cùng nhau, bọn mình còn kiểu là đánh nhau rơi xuống để giành chức vô địch nữa. Thì nói chung là cái này á, thì mình nghĩ rằng chắc không có ai có chức vô địch đâu. Mình nghĩ rằng chức vô địch sẽ là thuộc về dành cho những bạn nào gọi là xem video, mấy bạn có thể đoán xem coi ai sẽ là người giành được chức vô địch nha. Ấy, mấy bạn bình chọn ai là người giành được chiến thắng thì các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Còn bây giờ thì video này cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video từ đây. Và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như anh em thích video này, đừng quên hãy để cho Phong một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình nha mọi người nha. Và đừng quên like của bên kênh YouTube của tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đánh nhau tiếp thôi nào. Xin cài rồi. Chuẩn tìm lại gì mà lão.